sao bò tót lại nổi điên với màu đỏ? Dường như trong chúng ta ai cũng nghĩ rằng bò tót rất ghét màu đỏ, như này hay là như này. Nhưng thực sự thì bò tót không hề ghét màu đỏ, thậm chí chúng còn không thể biết màu đỏ là màu gì. Giới khoa học đã nghiên cứu và kết luận là bò tót gần như mù màu. Màu đỏ mà chúng ta nhìn thấy thì chúng sẽ nhìn thấy thành màu xám. Nếu như vậy thì đích thị bò tót ghét màu xám rồi. Điều này cũng hoàn toàn không đúng. Võng mạc của bò tót có 2 que và 3 tế bào hình nón, giúp chúng nhìn thấy màu sắc và các chi tiết. Thực ra thì bò tót cực kỳ dễ bị kích động với động tác vê vẩy khăn của các đấu sĩ. Có thể nói là chúng cảm thấy bị chọc tức thì đúng hơn. Chúng bị kích động theo bản năng, nhất là khi có tiếng reo hò, la hét của những người đang xem. Nó chỉ đang chiến đấu vì giận dữ và vì muốn bảo vệ lãnh thổ của mình mà thôi.